cung đường đều giao bắc nha các bạn. Bánh bám đường tốt rồi, bánh Aveza. Bánh Aveza của Việt Nam vô cua cực kỳ tốt.
này gắt nó để cái mạch vàng, cái khúc nào gắt nó để mạch vàng. Câu lòi mà cứ này đặt ngộ luôn, đặt nó thấy được cái này đâu thấy được cái kia, nó bị mờ quá phải không? Không, nó không thấy được cái này, nó phải xoay qua phản sáng, nghiêng qua chút nữa phải nó không? Nó phải nghiêng qua bên này đó, đại cả lên đó. Đó, đại ca vô cua, nó vô cua đó nó lấn hết đường mình đó chứ, mình chạy mà nhanh đó. Bắt buộc phải lớn thôi, tại đúng vì rồi, xe nó dài quá. Thứ hai, người ta bóp càng trước rồi, người ta xin rồi. Mình phải đế, đó là mấy cái đó quan trọng. Ta kinh nghiệm mà anh em ta bóp càng, giống như mình vô cua mình thấy nguy hiểm thì mình bóp càng cái là chắc cú nhất. Nó cua gắt đấy, chẳng hạn như chú bóp càng cái là ổn. Tải vô cua là che khuất tầm nhìn là bắt buộc phải bóp càng. Bóp càng để chi cho mình nhường được. Để người ta chuẩn bị. Đại ta ý là nó là tôi lấn cái phần xe tôi qua bên phần đường của anh. Đó, để mình biết, để mình giảm tốc độ mình nhường cho anh ta. Cái nào đặt gương cầu lòi là cái đó cho nó sẽ nguy hiểm. Này nó làm cái đường nghiêng cho đó chứ không nghiêng lật xe đó chứ. Đúng. Với hai nữa là mình phải nương. Ừ. Chứ phải nương là lý do là sao? Là xe mình gầm cao. Quán tính nó quằng xe ha. Xe mình gầm cao chứ không phải là gầm thấp. Gầm thấp thì nó ôm cua cực kỳ mượt. Các bạn lưu ý nha. Cái vấn đề ở đây nè, các bạn nhớ lưu ý nè, hiện tại giờ cái đường của người ta là người ta sẽ làm một cái gọi là cái nghiêng, cái độ nghiêng. Để các bạn ôm cua nó sẽ không lật xe. Và đặc biệt nữa, các bạn khi các bạn chạy xe phải biết mình đang chạy xe loại gì. Và gầm cao hay gầm thấp nữa. Khi mà gầm cao thì các bạn vô cua các bạn nương nó một chút. Giống như nãy là mình nhả gà thắng lại bớt chút xíu nhẹ nó êm. Còn nãy là hơi nghiêng á, nếu mà không có cái đường mà cái độ nghiêng là xe mình có thể dở bánh á, tại gắt quá. Các bạn thấy người ta thiết kế cái cung đường gắt là nó có độ nghiêng về phía cái cua đó. Mấy xe đó là bo cua ok ngon lành luôn. Tại sao? Gầm thấp đi rất cực kỳ ôm cua, nó vững chắc hơn là cái gầm cao, nhất là Innova. Không phải Innova mà Fortuner là ôm cái cua đó hơi bị đuối nha. Cái cua nãy á, cua nãy gắt nãy á hơi đuối, cái độ nghiêng nó quá nhiều. Chứng tỏ là cái độ bám đường của cái vỏ xe này ok. Tại vì là mình người Việt Nam, xài hàng Việt Nam, mình thấy hàng Việt Nam ok thì mình giới thiệu cho các bạn, chứ không phải mình quảng bá cái gì trên của sản phẩm đó ha. Nói chung là mình thấy mình thay đổi quá rẻ so với túi tiền, ngon bổ rẻ, và mình đợi cái độ mòn của nó sẽ bao nhiêu cây số mình sẽ đánh giá thêm cho bạn một lần nữa. Bây giờ trước mắt là mình thấy cảm giác là bữa giờ là mình đi tan là đèo không, ôm cua cực ngon, mà hôm nay lần đầu tiên
là mình đang bổ túc cho một chú cũng lái tốt, lái tốt rồi, lái ok hết rồi, nhưng mà có đường đèo thì chưa, bây giờ đang trải nghiệm và mình vẫn cho chú là ôm cua những tốc độ cao đó, trong phạm vi cho mình xử lý được. Nhưng mà đến khúc cua là nguy hiểm là mình phải giảm bớt lại chút xíu. Dạ. Nói chung là mình thấy mặt bên kia là mình ổn, còn mình chưa thấy mặt là mình như vô cua cái giật mình. Lớp ABC ngon bổ rẻ đi em. Thì các bạn nào coi clip mình có hỏi mình rồi, mình nói là ngon bổ rẻ, giá 1.3 triệu là quá ok một lớp rồi, 185/65/15 R15, chế độ hồi mãi quá ok. Tội tình gì các bạn không trải nghiệm, thấy không? Hôm nay mình thực tế luôn chứ không phải là mình giống như là mình quảng bá, là mình làm xong cái mình quảng bá luôn, là tại vì mình đã được các anh em review là ok, chạy ổn mấy anh em trước, và bây giờ là mình cũng trải nghiệm và bây giờ là mình thực tế đó. Mình thực tế mình đánh giá luôn. Cái cua này gắt nha chú, cái cua này gắt, cẩn thận, tại mình chưa có quen được cái địa hình đó, cua này hơi gắt. Bám đường tốt, độ êm tốt, giá tiền tốt, tội tình gì không dứt, thử trải nghiệm. Nhường nhường chú, nhường chú ơi, nhường. Ừ, nó bận gì vậy? Nó đi thì nó đi, mình nhường đi, quan trọng là mình nhường chứ mình ai cũng đòi chen nhau là vướng liền, tại cái cầu nó hẹp, dù hai xe ô tô con thì vô được. Nói chung cũng là ổn, tại vì mình chưa đánh giá hết. Nếu mà đánh giá hết á, cái độ bám đường giống như nãy cái cua, mấy cái cua gắt á, đi tốc độ 50-60 là đã nhanh rồi nha bạn, đã nhanh rồi, đổ đèo mà đổ đèo lên xuống mà đi tốc độ đó là quá nhanh rồi, thấy không? Mà bám đường vẫn tốt là ok. Rồi kết thúc đèo Gia Bắc, bây giờ chuẩn bị mình sẽ đi kiếm đến cái chỗ lối ra để lên cao tốc của bên Vĩnh Hảo, và khi bên Vĩnh Hảo các bạn sẽ đi cao tốc Phan Thiết, Phan Thiết rồi xong cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn về thành phố cho các bạn nào trải nghiệm. Đường đẹp luôn, chỉ có xấu là một khúc thôi nha bạn, nhưng mà tạm ổn, xấu đường xấu nhưng mà vẫn tạm ổn. Và hiện tại nhiều anh em đã đi chọn tuyến đường này để đi rồi, đặc biệt các bạn mà đi sớm các bạn sẽ né những ở đây đó, khúc này là nó không có ổ gà, ổ voi, ổ chuột gì đó, chỉ có ổ phân thôi. Nhất là phân bò, phân dê, các bạn đi buổi sáng là bạn sẽ cán bập nghe bẹp vậy đó. Còn các bạn đi mà giờ trễ chút xíu thì bảo đảm người ta cán hết rồi, các bạn khỏi cán. Đó, đây là chuẩn bị đến lùa dê, lùa bò về. Bè quá, người ai cũng chụp. Cẩn thận, cẩn thận. Ủa, có người dắt. Nó ủa sao con dâu nó chạy hết hồn. Trời ơi, nên từ xa thấy con trai tự nhiên dâu khoan ra nhìn lại có cọng dây, có người dắt không sao.
xíu ra giảm lại xe bên trái. Rồi sau khi vô mua ly nước mía nước uống, mình đang đến ngay chỗ Phan Thiết, Bình Thảo, Phan Thiết, thấy không? Mình sẽ quẹo phải nha, qua xe tải đó mình quẹo phải. Còn xe tải đó hình như là người ta đang đậu lại, người ta đi kiếm đường để về hay là cái gì đó. À, cái đường này đang làm thì mình đang lên đây mình vô. Nó còn nham nhở nha các bạn. Chưa hoàn thiện hết. Đó, còn nham nhở chưa hoàn thiện, đang còn xây dựng nha, trong thời gian xây dựng. Ở đây thì mấy chú bảo vệ là đứng là đợi là không cho xe máy vô thôi. À, còn không biết là các bạn đến đây hỏi nha. À, đó, chú đến đây hỏi không? Đây xe tải đó. Xe tải vô hỏi đấy, rõ ràng không? Đúng rồi. Xe tải. Đó, anh em xe tải vô hỏi, cái gì cũng vậy không biết đường hỏi. Rồi từ từ. À. Bên này hơi sốc. Này đổ bê tông luôn rồi. Quá ok luôn rồi. Nút đổ trước. Bê tông là để đối phó với xe công. À, xe công mình lún đúng không? Lún. Đổ vậy chắc cú. Bên kia đổ luôn rồi. Đâu bên này. Ừ. Bên này đổ bê tông. Đang đổ bê tông.